Nè, qua bên kia thì mình kể chuyện này, mình đưa ra một cái bức hành qua một cái bức hình của một cái tiệm cơm mà mình đang ăn, cái mình chụp cái đó, cái menu á, cái menu á, mà để thức giá tiền đó, mình chụp lên thì có người này có người kia vào, mới là buôn chuyện thấy vui quá. Rồi rồi chờ xâm phạm lần nữa. Rồi ok, thì để mình nói dần diễn giải sơ sơ chút. Cái tự nhiên cái mình ăn, mình vô mình đó mình ăn nha, mình ăn cái rồi xong cái rồi mình về mình chụp hình cái bức hình menu thì trong đó nó có, từ nói chung là tất cả những món ăn đều có đó, và nó cộng vô cơm, cái là mình ghi kêu ví dụ cơm cá, cơm trứng hoặc là cơm thịt kho này, nói chung tất tần tật thì cao thì 30 đồng, 30 ngàn, còn trung bình là dĩa nào cũng 25 ngàn đó. Vậy thì mình mới trực nghĩ mình nói rồi, nếu như vậy thì một người công nhân ở Việt Nam bình thường coi là coi như là thuộc cái dạng như mà bán vé số hoặc là phụ hồ chứ nữa, tệ lắm một ngày cũng được 500, phải không, một ngày 500. Mà bây giờ nếu phụ hồ ngày 500 thì nếu mà buổi trưa ăn 25 ngàn, buổi chiều ăn 25 ngàn thì cũng một ngày chỉ tốn có 50 ngàn thôi, còn thuốc hút hay là kia đại quái thì chút chút vậy thôi, thì vẫn còn dư, nó vẫn còn dư được 400 ngàn, cho đó 100 ngàn đi, nó vẫn còn dư được 400 ngàn, thì 400 ngàn đó thì nó có thể là để đi dành, để dành xong rồi nuôi vợ nuôi con đó hoặc là gia đình đó, đại khái là vậy đúng không? Thì nói như vậy thì mình hiểu là ở Việt Nam mình là dễ làm ăn, và chỉ có cái điều là chỉ anh đi siêng và chịu khó, đừng có siêng ăn biết làm là anh đã có tiền rồi, nói vậy đó. Đó. Cái tờ thì ta đi, ta về ta chụp lên, ta thấy ta buồn cười quá. Có nghĩa là đó. Rồi, chào anh. Chào Rồi. Thì mấy bữa nay cũng bận bận đi chơi thôi, về cũng say nắng cũng bả. Cũng bả chơi ra cũng không có lên live mà chẳng có vấn đề lên live. Chào anh, chào mọi người đi, rồi hai anh em mình tám chuyện, tám cho nó vui mà. Rồi. ok anh. Rồi Chào ok. Trâm, chào tất cả mọi người, chào Rồi. cơ Thì quan. nó là như vậy anh, cái ngày hôm qua đó, mình là người Việt sống xa quê về đây sống được 2 tháng ở Việt Nam. Cái ngày hôm qua là cái ngày lễ tưởng niệm ngày 27 tháng 7, ngày lễ là thương binh liệt sĩ, tri ân những cái người mà đã hy sinh vì đất nước mà đã mất. Tôi mới viết một cái status là tôi nói là để được Việt Nam như ngày hôm nay. Thì đã trải qua xương máu của các cô dù dì chú bác và các anh bộ đội đã nằm xuống, cái điều đó là mình ngàn đời mình ghi ơn, nó nặng là vậy. Cái điều thứ hai mình muốn nói là cái điều là nếu mà mình nói nặng hoặc là mình tưng bốc quá thì họ sẽ nói mà bưng bô này kia khác khác, tôi không có sợ gì đó, nhưng mà cảm thấy là mình nói chưa có hết ý, là bởi mình vì là mình người chỉ không ở trong nước cho nên là mình nói được bao nhiêu đó thôi. Thì sau khi mà nhìn lại thì nó có một cái điều này nè, có một cái này, cái cô chủ nhà này, cái cô em chủ nhà này, thì cô mới nói tôi một câu này nè: anh mỗi lần mỗi cái mùa này về thì tất cả hình ảnh những người lực lượng vũ trang còn sống hoặc là đã mất, họ đi viếng mộ hoặc là làm mình xúc động, bởi vì mình được như ngày hôm nay là cũng nhờ các anh các chị hoặc là các bác các cô đã ngã xuống và đổ xương đổ máu, biết bao nhiêu người đã đổ xương máu kể cả hai miền Nam Bắc, thì bây giờ đất nước mình mới được như vậy. Nhưng mà má thắc mắc một cái điều này nè, anh thấy không, đất nước Mỹ ngày xưa Việt Nam mình gọi là đế quốc và đã đánh đuổi kể cả thằng Đại Hàn, Bảnh Thổ hoặc là Philippines, Canada này qua đây với năm, mà Việt Nam đã gác lại quá khứ, gác lại có nghĩa là không quên, gác lại, và ở đó nó có những cái mà mình cũng thấy làm chạnh làm là chạnh lòng, hoặc là mình cũng đã, những người Mỹ đã tham gia chiến tranh Việt Nam mình đã từng qua Mỹ Lai, cựu chiến binh đó, những ông già già đã qua bên 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 bên, bên Việt Nam mình đi thăm lại những cái chiến trường xưa của mấy ổng, và ổng đã thắp nhang và ổng ngỏ lời xin lỗi người đại khái vậy, đó là ông cựu chiến binh Mỹ đó, đó là có chuyện có thật, mình cũng đã có thấy báo đài đưa lên. Còn cái thứ hai nữa đó là
là các anh chàng lính Đại Hàn ngày xưa mà thuộc về ác ôn đó, gọi là coi tôi là sĩ đồng bánh hổ đó, thì đi cũng đi qua đây và cũng đã thắp hương, cũng đã gửi lời xin lỗi về vấn đề chiến tranh đấy đó. Nhưng mà có cái này đáng nói nè, bà mới hỏi tôi không ấy, vậy mà có những con người người Việt Nam máu đỏ da vàng sống bên nước ngoài mà vẫn một mực lúc nào cũng nguyền rủa đất nước, bà không hiểu nổi. Bà không hiểu nổi. Thì bởi vì tôi nói là bà mới nói một cái là đối với kẻ thù của đất nước mình mà mình được biết ra bây giờ vẫn còn đại khái là dẹp qua hận thù, bỏ qua quá khứ, hướng tới tương lai. Trong khi đó người Việt mình đã có lỗi, nói thẳng là có lỗi, nhưng mà lại không chấp nhận cái lỗi đó và đang là lúc nào cũng nguyền rủa đất nước mình. Một cái điều đó bà không hiểu, bà không hiểu nổi. Đó thì mình cũng không biết giải thích làm sao. Mình thấy bà có cái ý tưởng rất hay hay, bà nói có nhiều là và những người đó, đó đôn đặt bịa chuyện vu cáo làm đủ mọi cái để mà gây chia rẽ đất nước mình và làm nói những chuyện không thật. Tôi và anh hơn họ ở một điểm, mình biết đâu là đúng và biết đâu là sai, thế thôi. Và tôi cũng may mắn là trước cái ngày lễ 27/7 thì tôi đã có cái dịp đi ra Quảng Trị và tôi đi thêm thăm nghĩa trang đường 9 năm Lào. Mình đứng đó mình tự mình thấy mình bồi hồi xúc động, nó có nghĩa là nhiều người chết quá, nó nhiều đến mức độ mình cũng thấy là mình cũng không dám. Rồi tôi cũng có lên đài đốt nhang, lên đài tưởng niệm gặp các anh bộ đội cho xin chụp hình chung cũng có hết trơn, nhưng mà tôi không dám đưa, không đưa lên, bởi vì ở lẽ là ở đâu đó trong con người của mình cảm thấy mình một chút xíu gì đó mình cũng có lỗi, mình cũng có lỗi anh. Bởi vì nhưng mà cái lỗi đó không phải do mình mà do ở một cái cơ địa chính trị vào thời đó. Thế hiểu không? Thành ra bị đó mà cái này nó đã trôi qua, mình coi như trôi qua 50 năm rồi, gần năm nửa thế kỷ rồi. Và ở thế đó, ở cái xã hội bây giờ chẳng ai buồn nhắc đến cái chuyện ngụy, không ai có phát còn tôi đi 2 tháng rồi tôi vậy năm chưa ai dám nói một câu tôi là mày là ngụy già hay là mày là ngụy, không 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 quên mẹ nó cái tự luôn rồi. Hiểu không? Và tất cả mọi người tôi cũng đã từng nói rất là nhiều lần, khi mà ngày 30/4 khi mà đất nước vừa giải phóng vừa xong là quân lực Việt Nam Cộng Hòa tới 1,2 triệu quân rồi, mà cho nó 200.000 quân đi di tản ngay lúc tự đi rơi thì vẫn còn 1 triệu quân, vẫn còn 1 triệu quân ở trong nước. Mà người 1 triệu quân đó bây giờ lên ông lão bà cả rồi, nhà cửa khang trang, con cháu đầy đủ, cháu ngoại cháu nội đầy đủ, không ai nghĩ tới cái chuyện mà bà ấy. Nhưng mà chỉ có một cái số ít, một vài người, 2-3 người, một vài chục người cộng năm cộng ba lại ở một cái xứ xa xôi vẫn còn nguyền rủa đất nước mình. Bà mới thấy làm lạ kỳ, bà không hiểu tại sao khổ vậy đó. Chào Việt Rai, lãnh là Việt Rai lên chơi. Ok anh nói gì? Thì mình nghe anh nói cho mình hiểu, tại vì mình cái chuyện này là mình suy nghĩ từ lâu lắm rồi. Thì thế này anh à, khi mình chỉ có chuyện nói với anh với các bạn thế này, chị nói cái điều đó điều rất là có lý, và bây giờ chị nhìn thấy, mà tôi riêng phần tôi là tôi đã nhìn thấy là tôi đã nhìn rất là lâu rồi, và tôi mà mình cũng rất là chuyện anh em mình, bạn bè mình, đồng ngũ mình không chứ đâu có ai, thì mình thấy là mình hiểu thế này là anh à, cái chiến tranh nó chấm dứt thì Đúng bao giờ rồi. nó cũng để lại những cái di hại. Bây giờ chẳng hạn như cái cuộc chiến tranh Mỹ mà khiến đến Việt Nam á, nó đánh nhau như vậy nó để nó rất nhiều di hại, tại Mỹ đánh nhau rất nặng tay nặng chân lắm. Khi cái hại đó thế này, kể từ ngày nó chấm dứt chiến tranh bây giờ 50 năm, cái người Việt Nam ở tại Việt Nam bây giờ mình vẫn còn phải chịu đựng những cái tai nạn về bom Đúng mìn rồi thuốc anh, nổ và chất độc đúng da rồi. cam 50 năm rồi, và cái này là nó sẽ thôi, nó sẽ còn ở Việt Nam rốt 100 năm. Thì thế này nè, đó là những đó là những người cái chuyện mà là những người Việt Nam ở Việt Nam mình phải gánh chịu. Thì tôi thì mà cái chiến tranh Việt Nam mà anh người Mỹ họ đến Việt Nam họ gây ra rất nhiều tội ác, bây giờ anh nói cái gì nói là cái đó là tội ác, thì khi mà người ta làm một cái chuyện mà có tội ác thì người ta phải trả một cái giá đó. Thì dân dân Mỹ này bây giờ họ cũng đang, tôi nghĩ là họ đang riêng cái chuyện mà chiến tranh ở Việt Nam thì họ đang trả một cái giá rất là đắt. Tôi đi đến Washington kỳ vừa rồi, Đá đen. tôi đến cái bức tường đá đen như là một cái mũi tên, như cái mũi tên nó cắm vào cái ngực, cái lồng ngực của nước Mỹ, cắm đi xuyên qua các quả tim đất Mỹ, nó đi cắm vào rồi, và một cái vết tử thương mà mỗi lần nói đến Việt Nam là cả đất Mỹ nó quằn quại chứ không phải không. Thì thế này nè,
cái hậu quả của cái chiến tranh Việt Nam mà nó xảy ra, mình nói là trên đất Mỹ này là anh đang nhìn thấy đó. Là mấy người Việt Nam mình tụ họp lại như rỡ cờ vàng, chửi bà mẹ đẻ chán xong qua chửi bà mẹ nuôi. Cái những người đó, những cái tâm, tại vì cái căn bản của cái lá cờ vàng nó rất là tội nghiệp, nó rất là oan nghiệt đấy, nó là chia rẽ, nó là lừa dối và nó phản bội. Rồi sau khi đó là căn trong thêm vào những cái điều đó là con người nó rất là bạo động này, con người cũng rất là bạo động, quân Việt mà. Thì những cái điều đó hiện tại bây giờ cái lá cờ vàng nó đang xảy ra trên đất Mỹ này và nó đang làm, nó là quặn vào một cái vết thương rất lớn của người Mỹ bây giờ. Ngày 6 tháng 1 năm 2020 có hình ảnh bằng người Việt Nam mình tấn công vào, cắm cái lá cờ đó lên trên đó. Và bây giờ từ cái chuyện đó đây, nó xảy ra đến bây giờ nè, là cái ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mang ra lên. Bây giờ ông là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cái ông đó là ông Joe Biden, ông bổ nhiệm. Bây giờ nói thẳng, bây giờ không có nói dấu nữa. Cái chuyện ông Trump mà có tội, chúng tôi sẽ truy tố ra tòa án. Mặc dù là ông Trump nói năm 2024 này là ông đang cử trở lại. Người Mỹ bây giờ là như vậy đó. Ông nói rõ ràng cái tội luôn. Tội này là tội phản loạn, ngăn cản một sự chuyển giao quyền lực một cách hợp pháp từ nội các này đến nội các kế. Đạo chính. Thành thử ra đó, bây giờ mình trở lại cái câu chuyện mà cái hậu quả, cái di hại của chiến tranh. Cái di hại của chiến tranh bây giờ như chị vừa nói, nó là lâu lâu có những ông Việt Nam lại tụ họp lại dưới lá cờ vàng, rồi em biết không, mỗi lần mở miệng ra là phải chua chát, phải nặng nề, phải chửi rủa. Tại vì căn bản họ những cái gì, họ nói là họ như là nạn nhân. Chúng tôi lấy cái nạn nhân, thành thử ra khi một cái thằng nạn nhân đó, khi mà nó đóng cái vai thằng nạn nhân là cái thằng đó là bao giờ cũng chỉ biết chửi bới, chửi rủa, gào thét, khóc lóc, đòi cái này. Nhưng mà ai gây cho anh để là anh nạn nhân? Thì mình chỉ biết là đến mình hiểu là họ đang ở cái vai trò nạn nhân. Chúng mình là nạn nhân. Cái lá cờ vàng là nạn nhân, những người sống ở dưới đó là cái nạn nhân của cuộc chiến tranh, nạn nhân cộng thứ sản, gì nạn nhân này, nạn nhân kia. Anh nhìn thấy là tất cả mọi người ở đây mỗi lần mà tụ họp lại dưới lá vàng, bao giờ họ cũng có một cái căn bản rất là giống nhau. Họ là những nạn nhân của chiến tranh. Và mỗi lần mà họ làm cái chuyện mà nói là nạn nhân như vậy thì bây giờ họ đã vào làm người Mỹ rồi nè. Thì bây giờ họ thể hiện ra họ là nạn nhân của cuộc cái điều mà bố mẹ mình kêu là tổ phụ của cái nước Mỹ nó đang xảy, nó làm ra ở Việt Nam. Thì cũng như là cái kỳ vừa rồi đấy, hồi đó mà hôm nay đó, là ông giáo hoàng ông về đến Canada, ông lôi ông da đỏ ra, chuyện nó mới xảy ra. Nhà thờ, nhà thánh bắt da đỏ, mấy đứa trẻ con da đỏ vào trong đó cạo đầu, giết thằng da đỏ đi, rồi để giết thằng da đỏ trong tâm cái đứa trẻ con nó để có một con người, giết người da đỏ đi, giết cái văn hóa của người da đỏ trong cái kinh khủng, trong cái đầu óc của đứa bé. Có, tôi có nghe bạn nói chuyện của ông mới qua đây, ông nói chuyện, ông khóc để tôi nói nghe là cái tội ác này, để mình nói nghe cái chuyện tội ác, nói chuyện được tội ác rồi. Nhưng mà tôi nói nghe, khi mà mình làm một cái điều gì á, mình đã tạo một cái nhân rồi, nó thì nó phải có quả. Anh tôi trồng cái khế ở ngoài kia, ngày nào tôi cũng cho nó nước, nó đấy, tôi biết cả quyết rằng là khi nó sinh ra nó sẽ sinh ra quả khế, chứ nó không có thể nào như là mình sinh ra mình làm một cái tội ác rồi mình không có bị cái gì hết. Impasse, không có thể nào xảy ra cái chuyện đó. Thôi mình ngừng lại đây, mình nói thì khi nhắc đến cái chuyện đó thì tôi cũng cũng bức xúc, cũng có thể lớn tiếng cái điều nó không hay. Nhưng mà khi nghe cái hôm nay thì luật sư Trần Quốc Thiên có đưa lên một cái bài nói chuyện về vấn đề Đức Giáo Hoàng qua bên Canada, thì khai hết tất cả những cái chuyện đó và những nhà báo họ khai hết ra, thì mình thấy thực sự là đúng ra là phải chửi, nhưng mà mình không dám. Có nghĩa là một cái live stream nó bình thường quá, mình không dám làm. Với lại thôi, cái chuyện đó được rồi, mình nói như vậy để tất cả mọi người hiểu. Ở đây nó lên tính cách là cộng đồng, tất cả ai cũng biết cả, lên cả thế giới rồi, chứ nó không có riêng nhà mình. Thật ra vì đó mình chỉ nói một cái điều nôm na là
Nếu ai chưa hiểu, xin vào nghe Trịnh Quốc Thiên có một cái live stream, có báo chí, có nguồn lực, có đầy đủ, có y tế, thì mình mới thấy được cái sự tàn ác của cái này. Thôi, bỏ qua vụ đó đi ha. Thì nhắc đi nhắc lại thì mấy một cách khác nữa, thì từ ngày tôi về được, tôi về đây được 2 tháng rồi anh, mà ngày nào tôi cũng vui chứ, ngày nào tôi cũng vui vẻ chứ. Mà vui thì biết đi xe rồi chứ, hình ra xách xe không ra, chạy tàn tàn ngoài đường phố, chạy trưa nắng chang chang vậy, làm như điên khùng thì cũng chạy cũng khoái đi, khoái đi. Ngày hôm qua đúng, nghe leo lên cái xe ngon lắm, rồi dắt xuống kia không chịu dắt, leo lên đồ ngoài, xong cái xe nó ngã, nó đè đồ mà chạy giò nè. không sao. Ok, cái thì đó, nhờ anh đi về bên đó rồi mỗi ngày anh em mà nói chuyện rồi mình mới hiểu cái mút, tức là cái không khí xung quanh xã hội dân sự ở ngoài. Tôi thấy người Việt Nam ở chỗ anh ở chỗ Việt Nam bây giờ yên, rất là yên bình. Người Mỹ ở bên này bây giờ là rất là rung động nhanh. Tôi người dân thường ở đây retire rồi mà nhìn thấy công chuyện thấy tội nghiệp ấy. Anh mở TV ra bao giờ cũng thấy họ chửi, họ cãi nhau, họ chửi nhau, họ tố cáo này tố cáo kia, mà đó là những cái gì mà rất là quen thuộc với mình. Cái xã hội mà cái hội mà nói chung là cái mặt bằng của xã hội dân sự ở Việt Nam mình nó bình yên lắm anh, ngày nào nó bình yên lắm, tuyệt vời lắm. Có nghĩa là chỉ lâu lâu chỉ có những cái nhóm người đại khái như là những cái diễn đàn nhỏ lẻ tẻ, rồi nó giống như cái từ mà tôi nói là tôi chẳng biết cái lý do gì, mà tôi cũng không hiểu tại sao cái lý do đó mà nó cứ đè đầu Việt Nam ra, đó là một thành phần số ít thôi, đại khái vậy đó. Thì còn ngoài ra mặt bằng vấn đề coi như dân chúng á, tôi nói dân thôi, tôi chưa nói vấn đề họ sống rất là bình an.